đề xuất này là một phần của dự án quy hoạch phân khu trong kế hoạch tổng thể về xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa đến năm 2040. Sau khi đại lộ Hà Nội-Lào Cai hoàn thành vào năm 2014, Sapa trên cao nguyên Bắc trở thành điểm đến của các nhà đầu tư với các dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn. Tuy nhiên, Sapa đã cho thấy dấu hiệu quá tải gần đây, cũng như vấn đề ô nhiễm môi trường. Năm ngoái, thị trấn này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt bộ cũng yêu cầu lào cai xem xét cụ thể các tiêu chí về mật độ và chiều cao tối đa trong xây dựng để đảm bảo tuân thủ kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt lào cai cần phân rõ các tiêu chí quản lý quy hoạch so với tình trạng hiện tại của công trình cải tạo phát triển đô thị và xây dựng mới khu vực cải tạo không được tăng mật độ xây dựng và chiều cao để giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng và môi trường với bất kỳ công trình xây dựng mới nào tỉnh cần làm rõ cơ sở khoa học và hợp pháp của quy hoạch tổng thể ngoài ra tỉnh cũng cần xem xét lại phạm vi cây xanh hạn chế để bảo vệ hệ thống thoát nước những khu vực có khả năng gây lũ quét và sạt lở cần được đánh giá cẩn thận để tạo ra các giải pháp xây dựng an toàn các yêu cầu cụ thể khác sẽ thay đổi tùy theo các phân khu khác nhau trong khu vực rộng hơn